tại chương trình. Đúng rồi. Các bạn đừng quên giờ phát sóng của chương trình nha, 19 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Còn ngay bây giờ hãy cùng đến với những người chơi của chúng ta. Khách mời đầu tiên đó chính là Trương Thảo Nhi. Quá dễ thương, quá đáng yêu. Mời em ngồi. Em cảm ơn anh. Và khách mời tiếp theo, một cô gái có một giọng cười vang. Tiếng cười như vậy đâu ạ? Anh chỉ hơi lố, Ủa em quen gì vậy? Em nghe nhạc sung á, lâu quá em không được xuất hiện trên truyền hình á anh. Dạ, xin chào mọi người. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu vòng đầu tiên của chương trình đã. Đúng rồi, có tên là thử thách khó đoán. Và ngay bây giờ hãy cùng điểm qua luật chơi nghe. Vòng 1, thử thách khó đoán. Luật chơi và cách tính điểm. Bộ thẻ vòng 1 có 8 tấm, tương ứng với 4 thẻ thử thách, 2 thẻ câu hỏi và 2 thẻ chức năng. MC sẽ sát thẻ lên và vòng chơi sẽ bắt đầu. Người chơi sẽ lần lượt thực hiện những thử thách hoặc câu trả lời ngẫu nhiên, ứng với tấm thẻ mình chọn. Người chơi hoàn thành lượt của mình được 1 điểm, không hoàn thành không có điểm. Thẻ chức năng, thẻ không làm không xong. Chọn tấm thẻ này, người chơi phải hoàn thành thử thách mà không được điểm, không hoàn thành thì sẽ bị trừ điểm. Thẻ ngồi chơi xơi nước, yêu cầu cho tấm thẻ sẽ được đẩy qua cho đối phương thực hiện. Nếu hoàn thành, cả hai đều có điểm. Không hoàn thành, chỉ có người chọn thẻ được điểm và đối phương không có điểm nào. Lưu ý, mỗi người chơi có một quyền chơi lớn trong vòng 1. Cuối vòng 1, người chơi có số điểm cao hơn sẽ được tặng một trong hai phao cứu sinh để thực hiện thử thách ở vòng 2. Đó là phao thích hoặc phao có hoặc không. À đúng rồi, thành bại tại bàn chọn. Bây giờ Thảo sẽ chọn hai thẻ thử thách trong đây. Hai thẻ hả? Số 3 là số cầu tiến nè, số 5 là số nghệ thuật nè. Rồi, vậy để yên đây nha. Sao hay vậy? Sao vậy hả? Đọc vậy em chọn số 4 là gì? Số 4 hả? Số 4 là do hồi xưa em hát bài 4 triệu lắm. Ok. Còn bây giờ là gì? Số 1 là em được top 1 cho nên bài hát chỉ là không cùng nhau với Tăng Phúc. Đó thế. Chỉ có tốt thẻ mà người ta còn quảng cáo được. Đó, nhảy số liền. Rồi, chọn một thẻ. Thôi bắt trước. 1, 2, 3, 4. Số 4 tính giỏi nè. Ủa không được nữa hả? 1 tấm à hả anh? Hồi nãy cái này đang số 2, xong cái tự nhiên anh kéo qua, xong nó bay qua số 1 thôi, em sẽ lấy cái này. Mình sẽ xáo những cái lá này lên. Rồi, thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, bây giờ mọi người sẽ chọn một thẻ. Ai chọn trước đây? Tôi chọn đi. Trời ơi, men quá. Nhường nhịn nhau. Nhường. Lấy số 4. Lấy số 4. Dạ. Thẻ vàng. Thử thách này có tên là thổi ngã ly bằng bóng. Và nhiệm vụ của em là 30 giây em phải thổi hết 8 cái ly này ngã xuống. Em sẽ thổi bằng bóng ở trước. Thổi trước. Cái kiểu là xịt gì được không? Rồi, rồi. Và thời gian bắt đầu. Thổi lên. Ghê dạ. Ghê dạ, được 2 ly luôn. Nhanh lên, thời gian đi chơi. Thời gian đi chơi. Ghê. 3 ly nè, còn 5 ly thôi. Hiệu quả nè. Hơn quá. Ghê. Ghê. Còn một cái nữa. Còn cái nữa, Thảo. Hoàn thành. Một điểm đầu tiên cho chị Thảo. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn mọi người. Ok, tiếp theo, xin mời em Nhi. Ok, chọn này đi nè. Này đi ha. Dạ. Để coi, mình có hai cái thẻ chức năng nha. Đây là một câu hỏi. Sau khi anh kết thúc câu hỏi, em có 30 giây vừa suy nghĩ vừa trả lời. Đố: ăn gì mà không cần đũa, không cần thìa, không cần bát, không cần nấu, nhưng đặc biệt ăn vào rất thông minh. 30 giây bắt đầu. Ăn không cần thìa, ăn không cần bát, chơi lớn, không cần nấu, nhưng mà ăn vào rất thông minh. Chơi lớn. Trả lời không được rồi kìa. Ghê. Chơi lớn. Ăn năn hối cải. Ăn năn hối cải. Ba. Không biết. Nhi đã không trả lời câu này. Và trong giây phút mà Nhi đang ngập ngừng thì Thảo đã quyết định chơi lớn. Thảo trả lời đúng, Thảo có 3. Ăn học. Đáp án nó có dấu chấm. Còn Nhi trả lời không có dấu chấm nhưng vẫn đúng nha. Ai cho 3 điểm. Bây giờ chúng ta còn lại 5-6 thẻ. Vậy có Thảo hỏi chọn thẻ nào đây? Số 2 đi cho an nhàn. Lại một câu đố, có 30 giây, được suy nghĩ được trả lời. Cây gì khi lớn lên sẽ trở thành một cây khác? Thời gian bắt đầu. Cây thời gian măng. Vẫn đang trôi. Cây măng. Cây măng.
là cây mạ. À. Thì nó lớn rồi cây lúa. À. Nhưng mà cây măng lớn hơn là cây tre. Quá hợp lý. Rồi, bây giờ tới em. Đây luôn đi. Vẫn chưa xuất hiện tấm thẻ chức năng nào nha mọi người. Ngã ở đâu? Đứng lên ở đó. Đây là một thử thách. Thì người chơi sẽ phải thổi cái chiếc banh bóng bàn đó đó, di chuyển qua mấy cái ly theo cái sơ đồ mà chương trình đưa ra. Và đây là sơ đồ của chúng tôi. À, và thời gian bắt đầu. Mạnh lên. Chưa được. À, được rồi, đi đường một đường thẳng rồi. À, tiếp. À, lại. Yeah. Đấy. Số 5 à, số 5 à. Đâu vô được giữa yeah. rồi. Hay. Số 8. Đây. Hay. Xém được nè. Ghê, còn một cái nữa. Hoàn thành trong 30 giây và một điểm đầu tiên. Như vậy là điểm số đầu tiên đã có, tỷ số giờ đang là 1-5. Chúng ta còn lại 4 tấm thẻ. Mời Thảo. Đừng nghĩ là thua. Số 3. Số 3, ok. Đây là thẻ màu vàng. Yeah. Đây là thẻ ngồi chơi xơi nước. Và đây là một cái thử thách là hát trong hoàn cảnh khó khăn. Nhiệm vụ của em là chọn bài, chỉ cần hát nửa bài thôi. Và những cái điều kiện đưa ra em phải hoàn thành trong khi hát. Và thử thách bắt đầu. Thương lắm mà xa lắm, đau lắm, ai buồn em buồn thì ai. Đủ chưa? Đủ rồi. Ai chờ không hát bài khác. Từng yêu nhau, từng là của nhau thật lâu, đến sau cùng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau. Đến sau cùng chẳng thể có nhau bắt đầu. Đơn giản quá. Chẳng cần còn thử thách cuối cùng nữa à? Qua may áo của Thảo lại. Để. Đây chưa là xỏ kim xong là đã hoàn thành thử thách rồi. Ủa vậy tính ra nhanh quá anh ha. Quá được. Anh tưởng là cái thùng nước đá này sẽ gây khó khăn được với em. Anh nghe em bước vô như đó là một cái kiểu điệp tóc, kiểu rất bình thường, thư giãn chân. Trời ơi. Dạ không. Và em hoàn thành được. Dạ. Cả hai người đều có điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lựa chọn tiếp theo. Vâng, như vậy là chúng ta còn lại 3 tấm thẻ, trong đó có một tấm thẻ chức năng màu đỏ xui ơi là xui nha mọi người. Mà nói như mà em móc chúng là có nghĩa là hôm nay là combo của em rất là nhiều. Em thực sự tin tưởng là mình sẽ xui tới mức độ đó sao? Đó em tin. Ok, như vậy thì mời em chọn. Đừng cho em coi nha. Ấy phải chị biết rồi. Chữ màu trắng. Màu trắng. Thẻ này có tên là giọt nước làm tràn ly. Đây là một thử thách đôi. Mỗi người sẽ lần lượt đổ. Ai là cái người mà cuối cùng làm cho cái giọt nước này nó tràn ra là người đó thua. Bây giờ ai sẽ là người thi trước? Chúng ta giải quyết bằng... Đâu có xì mà. 1, 2, 3. Xin mời được đầu tiên. Em chấp nhận mà. Ôi thương quá. Chơi cho vui. Để chơi được mấy nhau. Nhi quyết định ra đây. Trả nghiệp Nhi đó. Nhi quyết định. Không, em đỏ không lên tới. Giao hữu à. Rất giao hữu à. Thấy không? Biết ngay mà. Không, Thảo sẽ được 1-2 giọt nữa, cố lên. Ê, thích chơi mấy khúc đây nè. Đó. Ghê. Cái té, đổ ụp hết. Chưa. Trời ơi, em có thể đổ được cái giọt nhỏ vậy luôn á hả? Giọt nước. Đây là phần thắng lại thuộc về Thảo. Chị Thảo, nếu mà chị Thảo chơi em, chị Thảo cảm thấy tội em nó khổ lắm. Vâng, chúng ta vẫn còn lại 2 tấm thẻ, trong đó có 1 tấm thẻ chức năng. Và bây giờ là tới lượt lựa chọn của Thảo. Xin mời Thảo chọn ạ. 1 là chơi mình, 2 là an bình. An bình. Trời, ủa kỳ vậy, 1 là chơi mình, 2 là an bình. Kệ em, cứ nói gì kệ em, nói linh tinh đấy. An bình. À.
Thì Nhi đã xuất sắc nhận được tấm thẻ chức năng trước một vòng. Thiệt, thử thách này là giữ thăng bằng hai tay với hai đồ vật khác nhau. Thảo chỉ cần giữ thăng bằng trong vòng 30 giây cùng với hai món đồ. Và thời gian bắt đầu. Không cần canh cái tay luôn nè, mình canh cái máy kìa. Cái máy kìa rung lận luôn. Cái miếng đồng mình để đâu có giải quyết gì nữa đó. Nhiều khi miếng đồng mình nó rớt xuống. Vâng, thưa các bạn, thời gian đã trôi được gần phân nửa và cơ tay đã lên rồi ạ. Chúng ta đã thấy con chuột rồi ạ. Cơ tay đã lên rồi ạ. Hoàn thành. Như vậy là em đã vượt qua thử thách này. Em lại có thêm một điểm nữa là 8 điểm. Chúng ta còn hai tấm thẻ. Một tấm thẻ xui ơi xui. Và một tấm thẻ không có gì hết. Em chọn tấm nào? Em chọn tấm thẻ đó đó. Ok, cái đây là một thử thách không làm không xong. Và cái tên của thử thách là không ăn không xong. Thử thách rất đơn giản thôi các bạn. Ở trên đây có những ly nước tương ứng với những thực phẩm ở phía trước. Em sẽ chọn đến khi nào mà có một quả bóng rớt vào những cái ly nước này. Dạ. Rớt vô ly nào, mình dùng thực phẩm của ly đó. Xin mời Nhi. Cố lên Nhi. Rồi bánh mất ngon lành liền mà. Mất thơm gì đó. Đây là bánh mù tạt nhân sashimi. Ô, có kem ở trên. Và hết vòng 1. Điểm số hiện giờ đang tạm thời nhưng được thả với 8 điểm. Còn Nhi chỉ có 2 điểm thôi, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội để gỡ điểm ở vòng 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của A Đúng Rồi. Vâng, các bạn đã đến với vòng 2 của A Đúng Rồi. Và vòng này có tên là Điểm Nào Tùy Bạn. Vòng 2, Điểm Nào Tùy Bạn. Luật chơi và cách tính điểm. Bộ thẻ vòng 2 có 6 tấm thẻ tương ứng với 3 thẻ thử thách và 3 thẻ câu hỏi. Mỗi thẻ mang một điểm số ngẫu nhiên, trong đó có 2 thẻ 4 điểm và 4 thẻ 2 điểm. Người chơi sẽ lần lượt thực hiện thử thách hoặc trả lời những câu hỏi ngẫu nhiên ứng với tấm thẻ mình chọn. Nếu hoàn thành lượt của mình, được điểm. Nếu không hoàn thành, không có điểm. Lưu ý, nếu người chơi từ chối không thực hiện thử thách hoặc trả lời câu hỏi, người chơi sẽ bị trừ 1 điểm trên tấm thẻ mình chọn. Khi gặp những thử thách hoặc câu hỏi quá khó, người chơi sẽ được quyền sử dụng phao cứu sinh mà mình đang sở hữu. À đúng rồi, thanh bài tại bàn chọn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn tấm thẻ đầu tiên. Ai sẽ là người chọn trước? Nên nhường em đi. Lấy cho gần. Và em đã bóc được một câu hỏi 4 điểm. Hãy kể tên 3 tỉnh bắt đầu bằng chữ Bình. Bạn trai em ở Bình Phước là Bình Phước. Chị gái của bạn trai em Bình Dương là Bình Dương. Còn có Bình Định. Bình Định là quê của chị Phương Anh. Bình Định. Bình Phước. Bình Dương. Nhi đã có 6 điểm. Chị có giữa hả? Ở giữa. Thử thách 2 điểm. Thử thách có tên là câu cá bằng mũ. 1 phút. Câu 5 con cá giả thiệt nhất của chúng tôi. Khó đó. Khó không? Cá nó khó quá thì mình đổi qua con cá khác. Hay. Lên được không? Lên nổi không? Hợp lý, ok. 2 con cá giả nhất đã bị bắt. Mỏi chân quá. Hết giờ lâu lắm rồi. Như vậy là Thảo đã không hoàn thành được thử thách này. Thảo vẫn chưa mang về điểm số. Mời em chọn. Gần với em luôn. Dạ. Một câu hỏi 2 điểm. Con gì có chữ trên mặt? Thời gian bắt đầu. Con gì có chữ trên mặt? Con gì có chữ trên mặt? Và 5, 4, 3, 2, 1 hết chưa? Nhưng đáp án của chúng tôi là con dấu. À, nó có chữ trên mặt không? Dấu mình lúc một kia đồng rồi hay là đóng cái cạch rồi nó phải có chữ trên mặt. Vậy là câu hỏi 2 điểm này thì khoảng cách vẫn được giữ nguyên. 6, 8, Thảo.
Lại là ở giữa. Lại là ở giữa. 4 điểm. Thử thách này em không phải làm một mình, vì đây là thử thách đôi. Thử thách của chúng ta có tên là bảo vệ cục nước đá. Vâng, thưa các bạn, chúng ta đang đến với thử thách bảo vệ cục nước đá. Vâng, cho hỏi là cục nước đá, bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Ok. Nhiệm vụ của các bạn là trong vòng 30 giây, các bạn phải đứng trong cái vòng này. Nhạc sẽ vang lên. Khi nhạc hết vang lên, ai cầm được cục nước đá trong tay là thắng. 30 giây bắt đầu. Ai sẽ là người giữ được cục đá? Không được rời ra khỏi cái ô đó. Ủa vậy hả? Cùng giữ rồi sao? Hai người cùng giữ điểm chia đều ạ. Thôi vậy đi. Nó lạnh mà nó bước tay ra. Thôi vậy đi rồi. 4 điểm, đây là tấm thẻ 4 điểm nha mọi người. Đây là tấm thẻ 4 điểm và giải thưởng cuối chương trình là 10 triệu. 4 điểm. 5, 7, 6, 5, 4, 3. Như vậy Nhi là người có 4 điểm. Ok, khá lắm, cục nước đá là tốt lắm ạ. Trời lạnh lắm á. Ok, còn lại đây tôi gần em thôi. Lại là một câu đố. Một câu hỏi đúng 2 rồi, điểm. Đúng rồi, thôi em toàn dính không à. Lại đố nữa. Ok, món khoái khẩu của tôi là bánh. Bạn bè tặng tôi rất nhiều bánh. Trong tủ lạnh tôi sao có... Sao giống em vậy? Câu nói giống em kìa. Sao vậy? Em thích bánh. Vậy thì đổi câu hỏi. Thảo rất thích bánh. Trong tủ lạnh của Thảo, bạn bè tặng rất nhiều bánh. Bánh quy, bánh bơ sữa, bánh bông lan. Hôm nay sinh nhật của Thảo, một người bạn thân đã tặng cho Thảo một loại bánh cực kỳ sắc nhọn. Đúng, bánh đó là bánh gì? 30 giây, bắt đầu. Bánh đó là bánh gì hả? Bánh gì? Bánh gì nhọn? À, bánh gai. Bánh gai. Em cũng là gai. Suy nghĩ đơn giản là có 2 điểm nha. Rút ngắn tỷ số nè, rút ngắn tỷ số nè, còn một thẻ nè. Ok. Khó quá là thích nè. Điểm của Thảo 8 điểm nè. Đây là thử thách đôi. À thách, ớ thích. Thử thử thách đôi. Ok, vâng thưa các bạn, như vậy là không có thử thách gì hết. Phao phúc sinh đã được Thảo quyết định tung ra. Và lựa chọn của Thảo là like. Like. Chọn lượt thích. Bây giờ Thảo sẽ phải đăng một tấm hình. Đăng trong một tấm 30 hình. 30 giây. Chúng tôi sẽ xem lượt like đó là bao nhiêu. Caption là gì anh? Caption sẽ là một tấm hình dễ thương của Thảo này nha. Kèm với một caption, một cái dòng trạng thái là: ôi, cuối cùng tôi cũng có bồ. Trời, không ai tin luôn á. Rồi, dự đoán lượt like của tấm hình đó và cái caption đó trong vòng 30 giây sẽ là bao nhiêu? Cuối cùng tôi cũng đã Người yêu đi. Người yêu. Bây giờ Thảo dự đoán trong vòng 30 giây thì cái hình đó sẽ được bao nhiêu lượt like? 50. Xin mời Thảo đặt post. Post mấy giây rồi? Dự đoán anh nghĩ là có bao nhiêu lượt thích? Em không biết nữa. Mà em nghĩ Thảo hot thì chắc là cũng có 50 á. Bây giờ buổi trưa mà. Tại vì cái này là chỉ đếm lượt thích thôi nha. Dạ. Còn nếu mà người ha ha hay là à, lượt thích hả? Hay gì đó. Chắc không được, chúng ta nói là lượt thích. Và hoàn thành. Ghê gớm. Một cái sự tính toán nha. Khó đâu. Tại giờ nãy nếu mà thử thách đôi mà làm thì rất có thể em sẽ có điểm. Dạ. À, còn là... đưa vào cuốn sinh ra là kiểu có hay không thì nó cũng lệch về bên này rồi. 12 điểm và 10 điểm. Tạm thời là như vậy. Nhưng còn vòng 3. Vòng 3 là vòng có cơ hội nhân điểm lên. Ok, để coi làm như thế nào. Để được nhân điểm, chúng ta sẽ biết được khi đến với vòng 3. Vâng, các bạn đã đến với vòng 3 của chương trình. À đúng rồi, trong vòng này thì hai người chơi sẽ phải gọi một cuộc điện thoại kéo dài 1 phút. Chúng ta có những cái tên như sau: Tóc Tiên, Trương Quỳnh Anh, Mali, Tăng Phúc và Trúc Nhân. À, bây giờ tôi sẽ up lại chỉ để mọi người chọn coi mọi người sẽ gọi cho ai. Xin mời. Nên em số 1. À Mali. Ở nhà em gọi nó là Lê Lê. Nope. Xin mời. Em chọn số 3. Số 3, 123. Dạ. Tăng Phúc. Bây giờ trước khi gọi, chúng ta sẽ ghi 5 cái câu mà bạn mình có thể nói trong cái cuộc điện thoại đó. Nếu chung một câu, điểm số sẽ nhân 1.
2 câu điểm số nhân 2, 3 câu điểm số nhân 3, 4 câu điểm số nhân 4, 5 câu điểm số nhân 5. Ok, bây giờ 5 câu mà em nghĩ là Mali sẽ nói trong cuộc điện thoại của em là gì? Alo. Alo. Em nghe. Alo, em nghe. Ờ, sao? Ờ, sao? Ờ, sao? Ờ, rồi sao rồi đúng không? Ờ, sao nè? Ờ, cực lắm chị ơi. Cực lắm chị ơi. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Câu cuối cùng. Ơ, cái bà này thiệt tình. Từ chị em mà thành bà. Người ta có kịch bản hết, người ta biết kịch bản nên nói gì mà. Vậy giờ chúng ta đến với Tăng Phúc. Ủa vậy tính ra dễ lắm, trong việc hỏi là Phúc trả lời được hết á. Chỉ là không cùng nhau. Chỉ là không cùng nhau. Mèo. Mèo. Bika. Bika. Huỳnh Quốc Huy. Huỳnh Quốc Huy. Bốn chữ lắm. Bốn chữ lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc điện thoại. Đầu tiên sẽ là người có điểm số thấp hơn đi. Xin mời. Chào Thảo. Hãy nói nói alo em nghe đi. Nói alo em nghe đi. Alo em nghe. Alo em nghe. Chị đang quay chương trình. A đúng rồi. U là trời. Nói ở sao đi. Đó thì ở sao hay chưa? Đi tập cực không? Thì để chị gửi bánh cho nha. Cho chị thề đi. Nó gửi bánh. Nó yêu chị đi. Nó thương chị đi. Nó cảm ơn chị đi. Chị nói cảm ơn chị. Dạ cảm ơn Thảo à. Không, chị quay game show nên chị lừa em đó, chị lợi dụng xong rồi. Nói ở cái bà này đi. Ở cái bà này. Giỏi chị yêu em. Mừng các bạn, chúng ta vừa trải qua một điện thoại đây sẽ lương lèo. Tuyệt vời. Sau những gì chúng tôi tổng hợp được thì em đã đúng 4 câu. Đúng 4 câu phạm quy. Ủa đâu có nói là không được ép người ta nói như mình muốn đâu. Chúng ta tính theo luật thôi. Dạ, xuất sắc. Điểm số của em hiện giờ đang được nhân 1. 10 nhân 1. Tại sao mình sẽ có đau cực bộ tức quá. Bây giờ chúng ta đến với Tăng Phúc. Bạn thì sao? Nếu như bạn phạm quy những cái câu mồi chài thì chúng tôi sẽ trừng phạt kinh khủng lắm. Xin mời cuộc điện thoại dành cho Tăng Phúc. Vẫn hỏi alo. Nha. Alo, alo, vô nè. Nhi với lại Phúc hát cùng bài hát Bắt Một Chị Đinh là bài hát tên gì? Nhớ hả? Nhanh lên, trả lời, nhanh lên. Rồi, đó rồi. Ở nhà mình nuôi con gì? Mèo. Anh tên là gì? Bika. Anh quản lý của mình tên gì? Rồi, Nhi hát bài hát cho anh Trúc Nhân tên là gì? Bụt chữ lắm. Chiều nay 3 giờ về dẫn đi mua tay, yêu thích nhiều lắm chưa? Đúng. Trời, đúng có 5 câu chứ nhiều. 5 câu là được nhân hết luôn rồi đó. 5 câu, tổng cộng 12 điểm, nhân 5 là 60 điểm. Nhưng mà Thảo thì lại đang có cái phao cứu sinh, lợi thế của vòng 1. Ủa, phao là cái gì quá này? Phao cứu sinh đó là 40 điểm. Ủa, dành hả? Cho Thảo. Nếu em làm gì? Không cần phải làm gì hết, em chỉ cần nhìn vô máy cười một cái sẽ có 40 điểm cho cái phao cứu sinh để dành cho em. Mà em vẫn thua, em có 10 điểm thôi. Em chỉ có thể cho được tới đó để cái điểm số nhìn cho nó kiểu ngang ngửa nhau. Liêm sĩ đúng không? Thật khủng khiếp nha các bạn. Trận đấu đang rất là ngang tài, ngang sức. Mali, cuộc điện thoại của Mali để nè em mang về rất nhiều điểm cho Thảo. Lê lê nhiều em mà. Và Thảo nhận được phần thưởng của chương trình đó chính là 5 triệu đồng. Còn người bạn cũng với 5 câu hỏi trong vòng 10 giây. Và không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để có thể giao lưu thêm với chương trình. Không luôn bác, đủ rồi, chị đã đủ rồi. Như vậy là phần thắng đã thuộc về Nhi với 10 triệu đồng. Cảm ơn Thi, vừa rồi cũng đã khép lại chương trình A Đúng Rồi của chúng tôi. Vâng, các bạn đừng bao giờ quên giờ phát sóng của chương trình nhé. 19 giờ thứ 6 hàng tuần, chương trình truyền hình HTV7. Chương trình trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cùng với Đông Tây Promotion. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.